Đây, đi bảo dưỡng xe mới thấy đây. Đây, lái xe bảo đi cứ 7-80 nó cứ phành phạch. Nhưng mà qua tầm đấy thì nó lại hết. Cứ bảo là kêu động cơ, bảo dưỡng ra mới phát hiện được đây nó cuốn một đống rác này. Nguy hiểm quá. Nhưng mà không, cái này thì nó khó cháy hơn là rác. Ok rồi, cái này thì phát hiện là nó bệnh rồi, chuẩn luôn rồi. Nó phanh này vẫn còn. Em lắp lốt đi. Lốt xong. Em bảo dưỡng này đi Tết thì cho nó yên tâm. Con này vệ sinh bổ đốt xong rồi. I10 nhá. Bảo dưỡng 4 bánh nha. Đấy. Hay mô linh này cũng bảo dưỡng buồng đốt này, vệ sinh buồng đốt, má phanh. Má phanh con này thì gọi là bong hết sạch, hết sạch sơn xanh luôn. Để cứ bảo làm sao đạp phanh mà nó kêu cứ phành phạch. Đây nè các bác, còn bảo đi lái gì, còn ăn uống gì nữa. May nhá, may mới đi kiểm tra để đi Tết, tra đi Tết chứ không làm đường cứu hộ. Cứu hộ lại gọi là chết dở đấy. Đưa tin này chết cứ vào sóc cứ nộp khẩu trước. Thôi chia sẻ cho anh em mấy cái clip đơn giản này thôi. Nếu anh em yêu thích sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.